Chào các bác nha, bây giờ là 5 giờ 30 ngày mùng 4 tháng 10 thì chúng tôi hoàn thiện một chiếc kệ tivi của một khách hàng ở Hải Dương. Tôi hoàn thiện xong thì sáng mai sẽ chuyển cho khách hàng Hải Dương một chiếc kệ tivi và một chiếc sập thờ trên 14. Đây là kệ tivi bằng gỗ gõ đỏ dài 2m2 và có chiều cao là 85cm, 100% là chất liệu gỗ gõ đỏ. Thì tôi sẽ quay qua đường nét chi tiết cho mọi người xem nhé. Kệ rất là đẹp, hoàn thiện rất kỹ luôn, sơn cực kỳ bóng. Đây là mặt kệ, là nguyên một tấm vân gỗ rất là đẹp. Không có da thì đi vào trong này là sẽ quay chiếc sập thờ. Đây là chiếc sập thờ chân 14. Tôi cũng vừa hoàn thiện thôi, vừa sơn xong. Nguyên lõi gỗ mít 100%. Ngoài ra thì chúng tôi còn rất là nhiều những sập thờ khác đây, những chiếc này đang để nguyên mọc. Mấy bên trong này cũng có một chiếc nữa, chân 22. Hiện có một chiếc chân 20. Đấy, ba chiếc mặt sập chồng nhau. Trong xưởng hiện nay là còn rất nhiều hàng ấy. Quay qua một số những hàng đang có sẵn trong xưởng bây giờ, như cuốn thư câu đối hỗ rổi này, đây là gỗ tần cột 12, kia là đây bộ nghi đỉnh này, cột 14 này, câu đối này. Đây, bộ ghế Louis, cái Louis đục hoa lá tây nhé, còn đang để chồng với nhau nên là hơi khó xem. Mẹ trong này thì tôi có bộ ghế đào cột 12 và có bộ nghi đỉnh gỗ hương đá cột 12. Đây, quay gần cho các bác xem nghi đỉnh cột 12. Chưa hoàn kê. Đây là sập thờ gỗ gỗ này, một chiếc sập thờ gỗ gỗ của một khách hàng ở Yên Bái. Ra có ghế Âu Á này, sập Vũ Phúc này. Ngoài ra đây còn rất nhiều mặt sập ngồi và sập thờ rất là nhiều.